Ôi ông rồng, ông có biết trứng rồng là cái quả trứng cứng nhất thế giới không? Bây giờ là ông không đưa cho tôi mà ông đặt lại xuống dưới đất vậy, ông bắt tôi đập đến khi nào? À, kiểu này là ông muốn cho tôi đúng không? Ok rồi rồi, bây giờ không đưa đúng không? Rồi, tôi có cách cho ông đưa nè. Ta đưa, hai thấy chưa, đưa quả trứng cho tôi đi, bây giờ có phải là yên ổn không? Mày đặt không chịu đưa tôi cho rồi, đặt ra ngoài đất làm gì, đặt không được, mệt ghê luôn á. Ê sao ham, đi bây giờ tôi với bà cùng nhau đi ấp cái quả trứng này nha. Đây để tôi xem coi, bây giờ để ấp quả trứng này nè thì tôi không biết quả trứng này là quả trứng của con rồng hệ gì, cho nên là tôi nghĩ là bây giờ bà với tôi chọn một cái hệ cho nó đi. Lần trước là mình đã có con hệ nước nè, hệ lá nè và hệ cát nè, bây giờ mình là hai con rồng hệ gì bây giờ ta? Hệ lửa. Thôi không làm hệ lửa đâu, hệ lửa nóng lắm, lỡ rồi nó thiêu chết con hệ cây, con hệ nước sao? Vậy thì là hệ tuyết được không? Thôi không được, hệ tuyết thì ở đây làm gì có tuyết, trên này tôi chưa kiếm được tuyết. Vậy hệ nào đây? À hệ địa ngục đi, hệ bả đạo đúng không? Bây giờ cổng địa ngục đâu, cho bà xuống địa ngục, tôi còn chưa có cổng địa ngục nữa, làm sao mà cho nó xuống địa ngục được? Bây giờ lấy cái gì đây, tôi biết gì đâu. Bây giờ nè, nhìn nó cũng có màu xanh khá là đẹp, giống bầu trời, hay là mình cho làm hệ bầu trời đi. Trời ơi hả? Ừ, mình cho rồng bầu trời đi được không? Tôi vì sao là lại lấy bầu trời? Tại tôi thấy rồng bầu trời thường thường rất là đẹp luôn, cho nên mình sẽ làm rồng bầu trời, bà thấy sao? Hợp lý đấy, nghe vô lý nghe thấy sức thuyết phục. Ok, tôi xem coi. Bây giờ mình sẽ lấy một ít những cái dụng cụ này ra nè. Bây giờ muốn làm con rồng bầu trời này, chúng ta phải xây một cái cây cột thật là cao tuốt lên bầu trời luôn. Thì để mình xem coi, bây giờ mình sẽ làm cho mình hai cây cúp đi. Đó, làm cho mình hai cây cúp. Ok. Hai cây rìu chứ. Bây giờ Sammy một cây, tôi một cây nè. Bây giờ đi chặt gỗ, sau đó mình sẽ làm cái cột cao thì là cao lên trời luôn nha. Ok. Ok đi thôi. Ok bạn ơi, bây giờ mình với lại Sammy sẽ đi chặt gỗ nè. Sau đó bọn mình sẽ làm ra một cái cây cột cao là cao lên tuốt lên trên trời luôn, để bọn mình ấp cái quả trứng rồng bầu trời nha anh em. Ok, let's go đi thôi nào. Để mình xem coi, bây giờ mình sẽ lấy gỗ nè. Cái gỗ bạch dương đi ha. Ok, lấy nó ra nè. Rồng bầu trời là phải có một cái chỗ ở thật là sang trọng mấy bạn ơi. Rồng bầu trời mà rồng cao quý mấy bạn. Ok bạn ơi, bây giờ mình đã thu thập xong rất là nhiều gỗ rồi nè. Bây giờ mình với Sammy sẽ cùng nhau đi xây cái cây cột cao là cao lên trời luôn nha. Bà kiếm được nhiêu gỗ rồi Sammy? Kiếm được 25. Từ đây, từ đây, từ đây. Sao từ đây. Rồi đây cho tôi. Rồi ok. Và cũng khá là nhiều rồi ha. Bây giờ mình đổi ra cái gỗ bình thường á là chắc chắn là sẽ được rất là nhiều gỗ luôn. Ok, để mình xem coi mấy bạn nghĩ là chúng ta nên xây cái cột ở đâu. Bây giờ mình thấy là ở chỗ này là có rất là nhiều những cái bãi đất trống luôn, mình không biết phải xây ở đâu, hay là mình xây ở gần mấy con rồng này luôn ta, cho nó đẹp nha. Để mình xem coi, bây giờ trước tiên mình phải đổi gỗ rồi đã. Đây, đổi thành gỗ bình thường ạ. Lít mỏi tay luôn các bạn ơi. 1 hour later. Ok rồi, mình đã đổi ra thành gỗ bình thường nữa các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ xây cái cây cột ở chỗ này nha. Đây, mình đập cái cục này ra. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xây một cái cột cao là cao lên trời luôn này. Mà đập ra như thế này. Đó, đặt ra một cái chân trụ nè, sau đó mình sẽ đặt cao lên. Không biết là cao cỡ bao nhiêu là vừa ta. Tammy đứng bên dưới chờ tôi nha, tôi leo đây ạ. Cao thật là cao luôn. Cao ơi là cao luôn nha mấy bạn. Cao hơn nữa đây. Yên tâm đi, yên tâm đi, tôi không té được. Ôi trời ơi, cao vậy. Ôi trời. Ghê quá vậy, trời. Mình nhìn xuống mà thấy sợ quá anh em ơi. Ok rồi, đến tới đây nè. Tôi nghĩ là chắc tới đây là cũng cao lắm rồi đó. Bây giờ làm sao mình xuống đây ta? Trong người mình giờ không có gì để leo xuống cả. Không sao, bên kia có cái hồ nước các bạn. Bây giờ mình chỉ cần nhảy cái hồ nước là được đúng không? Hai, nhảy vô hồ nước. Ai, ôi, tôi sống rồi nè. Ghê không, trời. Tôi nhảy lên trên quả dưa hấu chứ không phải là hồ nước mà tôi vẫn sống luôn. Ghê. Mấy bạn thấy mình ghê không? Trời ơi, ghê. Ok, đây có cái cột rồi nè. Bây giờ mình sẽ làm cho mình cái gì ta? Cầu thang để leo lên cái cây cột đó. Mình sẽ chế ra que nè. Không biết cái cây cột này già cao bao nhiêu nha. 30 cái đi. Ok, thử chế trước 30 cái đi. Rồi. Thì thôi, let's go. Sẽ đặt vào đây như thế này. Rồi mình sẽ leo từ từ nè. Sammy leo theo tôi nè. Lên tới nơi này rồi. Bây giờ mình sẽ xây một cái sàn. Từ từ lên. Rồi mình sẽ xây một cái sàn màu trắng cho Sammy leo lên nha. Xây cái sàn màu trắng đây nè. Để tôi tí nha. Ok. Rồi leo lên đi, được rồi đó, leo lên đi. Wow. Ok. Cao không? Cao không? À! Trời
chơi xong luôn, chết queo luôn. Ông làm cái gì vậy? Tôi đâu cố ý đâu, tôi lỡ tay. Ok, bây giờ mình sẽ xây cái sàn này rộng ra nha anh em. Leo lên đây Sam ơi, bạn đâu rồi? Thôi, ông chơi chắc đi, chơi đập người ta xuống không chơi đâu. Tôi có đẩy bà xuống đâu, tôi lỡ tay mà. Ok, mình sẽ đặt cái gì ta? À, tôi lỡ tay. Trời ơi là trời, trời là trời, nghiệp cuộc tôi mấy bạn ơi. Tôi đẩy bà Sammy xuống xong tôi rơi theo luôn, phải nồi thật. Té sắp mặt luôn rồi. Bây giờ phải leo lên lại nữa, cao ơi là cao luôn, mệt ghê á. Ơi Sammy, bà thấy tôi không? Thấy. Tôi thấy bài nè. Để ra phát coi, tôi leo lên coi. Ok. À, tránh ra nè, tránh ra nè. Sẽ đặt như thế này. Đó, rồi bên đây. Rồi ok. 1, 2, 3 nè. 1, 2, 3. Rồi bên đây là 1, 2 nè. Ok. Xây bên đây nữa. Rồi. Đập này ra. Bây giờ để quả trứng rồng ở chỗ nào đây Sammy? Rồi để đây đúng không? Rồi để ra. Bom, rồi ra. À! Sao rồi sao chết thêm lần nữa, trời ơi mình lỡ tay thêm lần nữa mày ơi. Phải rồi thằng, từ nãy giờ mình lỡ tay mấy chục lần rồi đó. Ôi, ôi mày đứng bên đây mình có thể nhìn thấy được cướp biển kìa anh em. Cái thuyền cướp biển kìa. Ok rồi, bây giờ mình sẽ để quả trứng chỗ này nha. Đặt lên nè. À, đây chính là quả trứng rồng của chúng ta nè anh em. Đó, ngầu chưa, ngầu chưa. Rồi bây giờ mình sẽ xây cho nó là một cái chuồng luôn. Mình sẽ xây một cái chuồng trên trời luôn để che chở nắng mưa cho nó các bạn ơi. Rồi mình sẽ xây cho nó một cái chuồng nha. Sammy leo đây lại Sammy. Bây giờ mình sẽ xây cho nó là cái ô vuông thế này nè. Rồi mình xây cho nó một cái chuồng nha. Ok. Bây giờ mình sẽ làm một cái bàn chế tạo. Rồi, đặt bàn chế tạo ở đây. Sau đó mình sẽ làm cho mình một đống que luôn. Đó. Rồi từ một đống que này mình sẽ chế ra hàng rào. Đó, một nồi hàng rào luôn. Ok rồi. Đặt vào đây. Đây này. Đó, ok. Hàng rào để che chở là không cho những cái con mà bay trên trời, chẳng hạn như là con chim nè, con họa mi nè, nó bay tới đây nó ăn quả trứng của mình các bạn ơi. Phải che lại bằng hàng rào các bạn ạ. À. Đó. Rồi ok. Rồi sau đó mình sẽ xây cái cột lên như thế này, cao lên một ô. Hai ô chứ nhầm, hai ô mới được. Đó. Rồi. Bên đây cũng vậy luôn. Rồi bây giờ mình sẽ xây cho mình thêm một cái hàng rào nữa đi. Thêm cái hàng rào nữa là đủ. Ok, trời ơi, yên tâm đi, tôi pro lắm, tôi không có nướp đâu mà té xuống dưới. Trời ơi, à, ghê không, tôi nhảy qua nhảy lại như chim luôn. Yên tâm đi, tôi pro lắm, tôi không có nướp đâu mà té xuống dưới. Trời xong chết tôi luôn rồi. Trời ơi là trời, té tôi thấy không. Trời ơi trời, rồi sao giờ bà bị kẹt ngoài đó luôn rồi. Tôi chạy cả em bốc lại hai ngoài luôn nè. Ôi, tội nghiệp quá vậy, bye bye nha. Ok, ok bạn ơi, Sammy té rồi. Ok, ai biểu chù ẻo mình rơi xuống chứ bạn. Ok rồi, giờ mình lên đây mình đặt thêm cục này vào đây nè. Rồi, đủ rồi. Bây giờ mình sẽ lắp cái ván gỗ lên đây làm cái mái nha. Đó, làm một cái mái nhà nè. Đó, như thế này. Đó rồi ok, xong rồi nè. Vậy chúng ta đã có một cái chuồng trên trời cho con rồng bầu trời các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ để con rồng bầu trời trên đây và mình sẽ xuống bên dưới tiếp tục sinh tồn tiếp. Để con rồng bầu trời nó nở nha anh em. Ok, let's go. Đi thôi nào, thôi đi xuống. Đi xuống cho rồng bầu trời nó nở. Đi đi. Chứ mình ở trên đây là con rồng bầu trời nó ngại quá, nó không thèm nở đâu, hiểu không? Ok. À trời các bạn ơi. Bởi vì là cái con rồng sa mạc của mình á, nó phá hủy cái mất cái nhà của mình rồi, bây giờ mình phải đào nhà ở dưới hang mình sống nữa bạn. Mấy bạn thấy mình khổ lắm không? Nuôi mấy con rồng chưa được cái gì mà thấy là con rồng nó phá mất cái nhà của mình nè. Khổ ghê. Cái gì á? Cái gì á? Cái gì á? Trời ơi, cái gì vậy? Ủa trời ơi, chậu này, chậu này rồi. Cái gì á? Cái gì? Cấp bách nằm luôn á. Chuyện gì? Bây giờ con tay chúng ta nó nở rồi. Nở rồi hả? Ừ. Trời ơi, con rồng nở rồi hả? Nè, nè, trời ơi, nhanh vậy. Trời ơi, ra coi con rồng bầu trời nó đẹp không mấy bạn ơi. Nè. Trời ơi. Ui. Các bạn nhìn kìa, ui cái cánh của nó thôi là nó lấp nguyên cái bầu trời luôn rồi đó. Ờ, mình hơi nổ xíu nhưng cái cánh nó bự quá các bạn ơi. Ui, mình phải lên mình ngắm nó mới được. Trời ơi, cái cánh nó bự quá, cánh nó đẹp quá chưa. Ui, lên Sam, lên nhanh lên. Nè, tụi nó cặn ấy, con này biết được nó nằm nổi là dặn hiền hay dặn lành không? Ai dặn hiền dặn dữ không? Thôi kệ đi, nói chung là tôi không cần biết là nó hiền hay là nó dữ. Miễn là tôi thấy nó nở tôi vui rồi, tôi lên tôi coi. Trời ơi, cái cánh nó đẹp quá, trời ơi là trời. Ôi, lên coi. Nè, chưa gì là mình thấy là cái cánh của nó có cái hình đám mây cái bầu trời nè. Ôi. Wow. Oh my god.
Trời ơi đẹp quá à. Mấy bạn ơi, con rồng này nó còn đẹp hơn con rồng nước nữa bạn ơi. Đẹp hơn con rồng sa mạc luôn, bạn nhìn nè. Wow. Trời ơi cái màu sắc nó đẹp kìa, trời ơi trời. Wow, trời ơi cái đuôi nó dài kìa. Wow. Xuất sắc luôn các bạn ơi, đẹp quá. Trời ơi, con rồng này mà cưỡi đi là sướng lắm luôn à. Mình leo người coi. Ui mấy bạn nhìn mình leo người nè các bạn. Trời ơi, thấy mình ngầu không? Ui ngầu vãi ơi, trời ơi. Ngầu ghê luôn á, đẹp ghê luôn á. Wow, đẹp quá à. Ok bạn ơi, bây giờ hiện tại là mình không biết là đặt tên cho con rồng này là tên gì hết. Mấy bạn nào mà có được một cái tên nào đó hay hay mấy bạn đặt cho con rồng này thì mấy bạn hãy bình luận cho mình biết nha. Mình không biết đặt tên cho con rồng này là gì hết à. Ok. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên cho team Hero, chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV, Kamui TV, Mẹ Simi, Sammy Đào, Khang Dừa và Kyron để đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Ok, và tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Và các bạn muốn mày đặt tên con rồng bầu trời là tên gì, các bạn hãy bình luận cho mình biết nha. Ok. Trời rồng ơi, mày hôi nách quá. Mày đưa cánh mày vô đầu tao, hôi nách quá. Trời ơi.